Ami con đem mấy lòng thành kính xin quy y Phật. Nam mô Saram Gacchami, con đem mấy lòng thành kính xin quy y Pháp. Sang Khang Saram Gacchami, con đem mấy lòng thành kính xin quy y Tăng. Đủ tí giam bí bú đăng Saram Gacchami, con đem mấy lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Đủ tí giam bí thầm mong Saram Gacchami, con đem mấy lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Đức Thích Giám Bí Sẵn Khăn Saram Gacchami con em mới lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhì. Đức Thích Giám Bí Bồ Đăng Saram Gacchami con em mới lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Đức Thích Giám Bí Thầm Măng Saram Gacchami con em mới lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Đức Thích Giám Bí Sẵn Khăn Saram Gacchami con em mới lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba. Bụt thăng sa la nang khát cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật. Tham măng sa la nang khát cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp. Sẵn khăng sa la nang khát cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng. Đô ti yam pi bụt thăng sa la nang khát cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ nhì. Đô ti yam pi tham mang sa la nang khát cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp lần thứ nhì. Đô ti yam pi sẵn khăng sa la nang khát cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng lần thứ nhì. Ta ti yam pi bụt thăng sa la nang khát cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ ba. Ta ti yam pi tham mang sa la nang khát cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp lần thứ ba. Ta ti yam pi sẵn khăng sa la nang khát cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng lần thứ ba. Tỳ sarana kha năng paripun năng, phép quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Ama phan tê dạ xin vâng. Ba na ti ba ta vê ra ma ni sa kha ba đăng sa ma ya mi. Con xin vâng dự điều học là quy danh xa sự xa sanh. Adina da na vê ra ma ni sa kha ba đăng sa ma ya mi. Con xin vâng dự điều học là quy danh xa sự trộm cắp. Kame sumichaha chara veramani sikha badang samadhyami. Con xin vâng dự điều học là quý đánh xa sự tà dâm. Musa wada veramani sikha badang samadhyami. Con xin vâng dự điều học là quý đánh xa sự nói dối. Sura merajamachapama dat Thana Vệ Ramani Sikha Badang Samadhyami. Con xin vâng dự điều học là có ý đánh xa sự dễ uống rượu và các chất sai. Panati Pata Vệ Ramani Sikha Badang Samadhyami. Con xin vâng dự điều học là quý chánh xa sự sát sanh. Adinna dana viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự trộm cắp. Kame sumichachara viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự tà dâm. Musawada viramani Sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự nói dối. Sura meraya macha pamatatana veramani Sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự dễ dối uống rượu và các chất say. Imani bancha sikha badane sathu gan katwa apamadena nicca kalang sammarkitappan
Chư thiện tinh anh thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch với vẫn giữ hành theo cho đến trọn đời chẳng nên gì vui. A ma phan tê dạ xin vâng. Sīlena sukataṃ yanti, sīlena pho sambhadā, sīlena nipotaṃ yanti, tasmā sīlaṃ viso thayye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các ơn nên chư thiện tín tha ráng thọ dễ luật chỉ được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thu lành thay. Dạ, thay mặt đại chúng trong room con xin được thành kính trên đại đức Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ, thay mặt cho đại đức tăng để truyền tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con với lòng thành kính làm lễ tán dứt tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới phần phước hóa sanh lên. Chúng con xin hồi hướng đến các vị huân thầy tổ ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc nội ngoài hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh, bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Khà Giá. Dạ, kính bạch chư đại tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới, và hôm nay chúng ta sẽ lại kể lại bài kinh pháp cú số 226 mà chúng ta học ngày thứ hai vừa rồi. Dạ, thay mặt đại chúng trong room con xin được thành kính cung thỉnh đại đức Thanh Tâm. Không biết đại đức Thanh Tâm có việc không ạ? Nếu đại đức có chiếc máy, con xin được thay mặt đại chúng cung thỉnh đại đức và ôn bài kinh pháp cú số 226 cùng chúng con. Nam mô Phật Tha Giá. Dạ, con xin được thành kính cung thỉnh đại đức Thanh Tâm ạ. Dạ, cảm ơn đạo hữu Châu Phan cho biết nghe rồi. À, vậy là đại đức Thanh Tâm chắc cũng có chiếc máy rồi. À, Vatana xin được mời sĩ đảng đông nha. Mời sĩ đảng đông, chắc đại đức cũng có chiếc máy. Sa thú lành thai. Kính cảm ơn Quỳnh Pháp Thành Á. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh đại đức Thanh Tâm. Con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 226. Sa đà cha gà ra ma na năng a hồ ra ta nô si khi năng ni ba na ma thi mu ta năng a thang ca chan ti a sa wa. Sa đà cha gà ra ma na năng a hồ ra ta nô si khi năng ni ba na ma thi mu ta năng a thằng các trần tí à xa hoa. Sa đà cha gà ra ma na năng a hồ ra ta nô si khi năng ni ba na ma thi mu ta năng a thằng các trần tí à xa hoa. Những người thường giác tỉnh, ngày đêm siêng tu học, chuyên tâm hướng niết bàn, mọi lậu hoặc được tiêu. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sa đà cha ga ra ma na năng a hồ ra ta nu si khi năng ni ba na ma thi mu ta năng a thằng ca trần ti a sa hoa. Niệm niệm tỉnh giác ngày đêm, kỷ cương tự chế tinh chuyên pháp hành, tâm chân hướng cõi vô sanh, bao nhiêu lậu hoặc
tan tành còn đâu, bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời vị tiếp theo. Không biết có ai, dạ, kính mời cô Cẩm Vân ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn Sít Đăng Đông. Nam mô Bụt Tha, dạ nam mô Tham Ma, dạ nam mô Sang Kha, dạ. Con kính định lễ Đức Phật, con kính định lễ Giáo Pháp, con kính định lễ Đức Tăng, con kính định lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Thanh Tâm, cùng chư Tôn Đức kính chào quý cô tu nữ cùng quý đồng hữu trong rung. Con xin đọc bài Pháp Cú số 226. Sa đà chà gá rá ma na năng a hồ rát tà nú xít khí năng niếp bà ná ma thí mút ta năng ác thăng gáp chăn tí a sa hoa sa đà chà gá rá ma na năng a hồ rát tà nú xít khí năng niết bà ná ma thí mút ta năng ác thăng gáp chan tí a sa hoa sa đà chá gá rá ma na năng a hồ ráp ta nú xít khí năng niết bà ná ma thí mút ta năng ác thăng gáp chan tí a sa hoa. Những người thường giác tỉnh, ngày đêm siêng tu học, chuyên tâm hướng niết bàn, mọi lậu hoặc được tiêu. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu: niệm niệm tỉnh giác ngày đêm, kỷ cương tự chế tinh chuyên pháp hành, tâm chơn hướng cõi vô sanh, bao nhiêu lậu hoặc tan tành còn đâu, bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong, vẫn mời bàn tay của Sư Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ, con cảm ơn cô Cẩm Vân ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Tự Duyên. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin phép được ôn bài câu Pháp Cú 226 ạ. Dạ, con xin cảm ơn chú Bát Tham Ma cho bài, cảm ơn cô Dạng Đông cho biết tín hiệu đã nghe rõ. Dạ, con xin phép được đọc bài câu Pháp Cú 226. Sa đà chà ga ra ma na năng a hồ rát ta nu si khít năng niết bàn năng ma thi mút ta năng át thăng gác chăn ti a sa quả sa đà chà ga răng sa đà chà ga ra ma na năng a hồ rát ta nút si khăng nút si khít năng niết bàn nam ma thi mút ta năng ác thăng các chàn ti a sa quả. Những người thường giác tỉnh, ngày đêm siêng tu học, chuyên tâm hướng niết bàn, mọi lậu hoặc được tiêu. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu: niệm niệm tỉnh giác ngày đêm, kỷ cương tự chế tinh chuyên pháp hành, tâm trơn hướng cõi vô sanh, bao nhiêu lậu hoặc tam tành còn đâu. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin phép được kể. Sa tha cha ga ra ma na năng a thu ta ta nu si ki năng nip ba na ma thi mu ta năng a tham gac chan ti a sa hoa sa đa cha ga ra ma na năng a thô ra ta nu pi nu si khi năng ni ba na ma thi mu ta năng a thăng gat chan ti a sa hoa. Những người thường giác tỉnh,
ngày đêm siêng tu học, chuyên tâm hướng niết bàn, mọi lậu hoặc được tiêu. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Niệm niệm tỉnh giác ngày đêm, kỷ cương tự chế tinh chuyên pháp hành, tâm trơn hướng cõi vô sanh, bao nhiêu lậu hoặc an tành còn đâu. Bản dịch của Hòa Thượng Dưới Đất. Dạ con đã ôn bài xong, con xin kính mời bàn tay của đạo tràng. Dạ con xin phép được dâng mic đến đạo tràng. Dạ con cảm ơn chú Bát Tha Ná, cô Dạng Đông đã tặng hoa. Dạ. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 226. Sadacakaram sadacakaramananang ahorantanusikkhinang nibbanam thimuttanang athangacchanti asawa. Sada cha gara mana nang aho rat ta nu sin khi nang nipana mati mutta nang athang gat chan thi asawa. Những người thường giác tỉnh, ngày đêm siêng tu học, chuyên tâm hướng niết bàn, mọi lậu hoặc được tiêu, của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sadacakaramananang ahorantanusikkhinang nibbanamathimuttanang athangacchanti asawa. Sadacakaramananang ahorantanusikkhinang nibbanamathimuttanang athangacchanti asawa. Niệm niệm tỉnh giác ngày đêm, kỷ cương tự chế tinh chuyên pháp hành, tâm chương hướng cõi vô sanh, bao nhiêu lậu hoặc tan tành còn đâu, của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tư nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Sa thu lành thầy thì nào, còn Quang Thanh này giơ tay kể đi nhá. Alo, Quang Thanh giơ tay được rồi, mời Quang Thanh nhá. Dạ cảm ơn chú Quang Thanh ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Thanh Tâm và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ như Pháp và con kính chào toàn thể quý đại hữu trong Zoom. Con xin đọc bài câu pháp cú 226. Sada sada charagamana nang aho ratanu sikhi nang nibba nang mati mutta nata nang athang gach chan ti a sa wa sa da cha ga ra ma na nang a ho ra ta nu sit khi nang nit ba nam ma thi mu ta nang a thang ga chan ti a sa wa. Người, những người thường giác tịnh, ngày đêm siêng tu học, chuyên tâm hướng niết bàn, mọi lậu hoặc được tiêu. Đấy là bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ ạ.
sa đa cha ga ra ma na năng a ho ra ta nu sin khi năng nịt ba na ma thì mút ta năng a thăng khách cha tỷ a sa qua sa đa cha ga ra ma na năng a ho ra ta nu sin khi năng nịt ba năng ma thì mút ta năng a thăng khách chan tỷ a sa qua niệm niệm tỉnh giác ngày đêm kỷ cương tự chế tinh chuyên pháp hành tâm trơn hướng cõi vô sanh bao nhiêu lậu hoặc tan tành còn đâu. Đấy bản dịch hòa thượng dưới đức. Dạ con đã đọc xong, con kính mời chú Quát Tha Ná. Xả thú lần thầy. Con thành Nam mô Phật Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, kính đảnh lễ đại đức Thanh Tâm, kính đảnh lễ đại đức Minh Hạnh, kính chào cô tu nữ Như Pháp và toàn thể đạo tràng. Con xin được kể kinh pháp cú số 226 và cảm ơn đạo tràng cho biết nghe rõ. Sa-đa-cha-ga-ra-ma-na-nang A-ho-ra-ta-nu-si-khi-nang Ni-pa-na-ma-ti-mu-ta-nang A-thang-gak-chan-ti-a-sa-va Sa-đa-cha-ga-ra-ma-na-nang A-ho-ra-ta-nu-si-khi-nang Nibbana mati mutanang Atthanga chanti asava Sada jaga ramananang Ahorata nusikinang Nibbana mati mutanang Atthanga chanti asava. Những người thường gác giác tỉnh, ngày đêm siêng tu học, chuyên tâm hướng Niết Bàn, mọi lậu hoặc được tiêu. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Niệm niệm tỉnh giác ngày đêm, kỷ cương tự chế, tinh chuyên pháp hành. Tâm trơn hướng cõi vô sanh, bao nhiêu lậu hoặc tan tành còn đâu. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức và Nam Mô Phật Tha Giác. Còn xin được xuống nick và kính chào cô tu nữ Như Pháp với nick Nhật Trình vừa đào đạo tràng. Dạ, Bát Thanh Đan xin được cả kính mời cô cầm mic nha. Dạ, sa thú kính cảm ơn mình Bát Thanh Đan. Nam mô Bát Thanh Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ cảm ơn huynh Quát Tha Ná, Pháp Buôn Lào Cai và cô Rằng Đông cho Như Pháp biết được tín hiệu. Con tu nữ Như Pháp thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Thanh Tâm cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Như Pháp kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Như Pháp kính chào Vinh Quát Tha Ná, kính chào Thi An Lạc, kính chào Buôn Bỏ, mến chào cô Sẵn Đông, mến chào cô Cẩm Vân. Và kính chào anh chị Phan Quang Liêm và cảm ơn anh chị rất nhiều. Kính chào Nguyễn Mộng, mến chào Đạo Hữu Châu Phan và cảm ơn Pháp Môn Lào Cai. Kính chào IQ Em Đó, mến chào Thi Na, kính chào Ngạo Sắc, mến chào Quang Thanh. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Như Pháp kính chào đạo tràng. Và con thành kính đảnh lễ đại đức Minh Mẫn vừa quan lâm vào đạo tràng. Và kính chào người phương Nam. Và con
xin ông bài câu pháp của kinh số 226. Dạ, cảm ơn Minh Quá Tha Ná cho bài học. Sada cha gara ma na nang a ho rat ta nu sit khi nang nip ba na ma thi mut ta nang at thang gat chan ti a sa qua. Sada cha gara ma na nang a ho rat ta nu sit khi nang nip ba na ma thi mut ta nang at thang gat chan ti a sa qua. Những người thường giác tỉnh, ngày đêm siêng tu học, chuyên tâm hướng niết bàn, mọi lậu hoặc được tiêu. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Sa đa cha ga ra ma na nang a ho ra ta nu sit khi nang nếp ba ra ma thì một ta nang a thăng ga chan tì a sa qua. Sa đa cha ga ra ma na nang a ho ra ta nu sit khi nang nếp ba na ma thì một ta nang a thăng ga chan tì a sa qua. Niệm niệm tỉnh giác ngày đêm, kỷ cương tự trễ tinh luy chuyên pháp hành, tâm chân hướng cõi vô sanh, bao nhiêu lậu hoặc tăng tành còn đâu. Và đây là bản khổ thơ của ngài Hòa thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Như pháp kính cảm ơn đạo tràng, như pháp kính lễ cô tu nữ thăm má chết khi về vào đạo tràng. Cô ơi, cô có ôn bài không? Cô có cầm bích không? Cô, cho như pháp một tín hiệu ạ. Dạ, cô tu nữ thăm má cha đi, có nghe được âm thanh như pháp không? Dạ, cô có ôn bài không cô? Dạ, một lần nữa như pháp mà kính chào cô tu nữ thăm má cha đi. Và cô có ôn bài thì cho như pháp một tín hiệu, không phải như pháp khóa sổ nha. Dạ, đồng hồ như pháp còn có 2 phút nữa thôi. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, dạ sa thủ lành thai chúng con. Dạ, cảm ơn cô nhiều. Dạ, như pháp kính cảm ơn tất cả quý anh chị em đạo hữu đã hoan hỷ đưa bằng tay xinh đẹp mình lên để ôn bài. Bây giờ thì cũng đã đến giờ học bài mới. Câu pháp cứu kinh số 227. Dạ, cảm ơn Minh Quát Tha Ná cho bài học. Như pháp kính mời đạo tràng cùng với như pháp lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức minh mẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ, Nam mô Ta Sa Phagawato Arahato Ma Sam Bụt Tha Sa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambut Tha Sa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambut Tha Sa. Hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh, na nghiệp bôn bề nặng gánh lo toan, ít khi tâm trí rảnh trang, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được đọc, nghe pháp nhiều chư Phật gợi khen. Phước sanh trí vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, vị nữ ở đây đạo tinh thành, ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, con thành kính đảnh lễ đại đức tuệ đức cùng chư tôn đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Dạ, bây giờ thì con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức minh mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng viên sự và ý nghĩa câu pháp cứu kinh số
227 như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính nhân Minh Đính Sư ạ. Dạ, sa thú lành thay kính tri ân cô tu nữ Như Pháp. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Con thành kính đảnh lễ Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức Sư Thanh Tâm cùng Chư Tôn Đức Hiện Diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Và quý vị nói âm thanh nghe hơi nhỏ, chúng tôi chỉnh nó lên. Rồi, chắc là ok rồi. Yeah. Kính Bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay là thứ tư, ngày do chúng tôi đảm trách giảng ở trên Room Pháp Cú. Hôm nay chúng ta học đến câu kệ số 227. Chúng ta học đến câu 227. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn 1 của câu kệ. Purana me tăng atula. Purana me tăng atula. Đoạn thứ 2. Ne tăng achata na miwa. Nê tăng á chát tát na mi quá. Đoạn thứ ba. Nin đàn tí. Nin đàn tí tùn hi ma si năng. Nin đàn tí tùn hi ma si năng. Đoạn thứ tư. Nin đàn tí bảo hụ phà ni năng. Nin đàn tí bảo hụ và niệm năng. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của bốn đoạn này. Ủa chưa ha? Câu kệ này hơn bốn đoạn ha. Dạ. Rồi đến đoạn thứ năm. Mita pha niệm năm tị niệm đàn tị. Mita pha ni nam pi nin đàn tí. Đến đoạn tiếp theo. Nát thị lô kê an nin đi tung. Nát thị lô kê an nin đi tung. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy có hai từ. Từ đầu tiên, Purana Me Tăng. Đây là một hợp từ chúng ta tách ra. Purana cộng với là E. Purana cộng với là E Tăng. Purana là Purana chia theo đối cách. Ủa, để coi coi.
À, như vậy thì cái đoạn 1 này là một câu, đoạn thứ 2 cũng là một câu. À, à, mỗi một đoạn là một câu, xin thưa quý vị. Mỗi một đoạn là một câu ha, và là một câu thì thành ra phải có chủ ngữ, có vị ngữ. Thì ở trong cái đoạn thứ nhất này là chúng ta thấy không có động từ, thành ra ngầm hiểu có động từ ẩn. Do đó đó các từ được chia ở trong đoạn này đều phải chia theo chủ cách. À, thành ra pura năng ở đây đó chia theo chủ cách. Vậy thì pura ná là danh từ trung tính, chia theo chủ cách, thành ra nó có cái hình thức là ăn. Pura ná là có nghĩa là ngày xưa. Ngày xưa hay là trước kia, rồi ngày xưa trước kia. Còn cái từ ê tăng, ê tăng ở đây đó là ê tá, chia theo chủ cách, cũng là danh từ trung tính. À, thì cái chữ ê tá ở đây đó là quan hệ đại danh từ thay thế, mà cũng cũng là chỉ định đại từ thay thế. Thì chỉ định đại từ đó thường mình dịch người nè, hoặc là sự, hoặc là việc. Thì chữ ê tá ở đây đó có nghĩa là điều này, việc này. Chữ Atula cuối cùng, đây là một cái danh từ riêng chỉ cho người, người này tên là Atula. Thành ra chúng ta mới thấy là cái chữ Atula tận cùng vị ngữ Á giữ nguyên, không có chia. Mỗi một đoạn một câu ha. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ hai, tức là câu thứ hai. Câu thứ hai, đoạn thứ hai này chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên nê tăng, đây là một hợp từ chúng ta tách ra ná cộng với lệ ê tăng. Ná là phủ định từ, có nghĩa là không. Chữ ê tăng chúng ta đã lấy nghĩa ở trên rồi, điều này việc này. Từ thứ hai ách chất tá na mí quá, đây là một hợp từ chúng ta tách ra. Là Achatana, Achatana. Đoạn ngâm liên tục có thành ra đọc nó cũng hơi trẹo trẹo, xin thưa quý vị. Achatana. Cái này đó phải là Achatanang hay xin thưa quý vị ha, Achatanang. Dạ, Achatanang cộng với là ý quá. Thì Achatanang đó là từ cái từ Achatana. Ở đây có thể đó là do văn kệ, thành ra đó là nếu mà đi một loạt đoạn ngâm hết vậy đó thì rất là khó. Hồi nãy chúng tôi đọc với quý vị nghe cũng trẹo lỗi. Thành thử ra đó là
Na ở đây đó mới biến thành là na, na năng, na mi quá, để cái âm mình nghe cho nó nhẹ lại một tí, chứ còn mà đoạn riết là cũng kẹo lưỡi. Thành ra là Achatana mi quá là từ ha, cái danh từ Achatana năng cộng với là y quá, mà Achatana năng tức là Achatana, hai danh từ trung tính chia theo chủ cách. Thì Achatana năng nó có nghĩa là ngày nay ha, thời nay. Chữ y quá thường đó, mình hiểu nghĩa đó là từ giống như trong tiếng Anh là like hoặc là as, một cái danh từ so sánh đó. Nhưng mà ở đây đó mình dịch là cũng như ha, hay là như ha. Như hay là cũng như ha. Rồi đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên Nindanti, đây là một cái động từ. Nindati mà chia theo chủ cách ngôi thứ ba số nhiều, thành ra nó có cái hình thức là anti. Nindati có nghĩa là khen. Ủa xin lỗi quý vị, chê chứ dạ. Xin lỗi quý vị, chê ha. Dạ. Nên đã biết là chê, dạ. Chê, vỏ trách, dạ. Chúng tôi xin lỗi, nhầm. Nên đã biết là chê, mà anh nên đã biết đó mới là khen, dạ. Chê, vỏ trách. Rồi từ thứ hai, tuân hi ma si năng, dạ. Tun him ma si năng, đây là một hợp từ chúng ta tách ra tun him ha, cộng với là a si cộng với là a si na. A si na ha, đây là cái túc từ của cái động từ nin đan tí nè, thành ra a si na ở đây đó là danh từ nam tính chia theo đối cách số ít. Thành ra nó có cái hình thức là ăn. Tun him. Tun him có nghĩa là im lặng nè, nín lặng nè, làm thinh. Còn a si na đây là một cái che rinh. Tức là một cái danh động từ. Từ cái động từ a sati là ngồi. Mà danh động từ này đó thì có thể chỉ cho sự nè, rồi có thể chỉ cho người, thì ở đây chỉ cho người. Asina là người ngồi. Asati là động từ ngồi. Thành ra đó cái danh động từ đó mình dịch là người ngồi. Do đó nguyên cái cụm từ đó tun hi asina hay là tun hi ma si na là người ngồi im, người ngồi im lặng. Rồi chúng ta bước sang đoạn tiếp theo. Đoạn tiếp theo chúng ta thấy có hai từ. Từ đầu tiên Nindanti chúng ta đã lấy nghĩa ở trên. Từ thứ hai bahu pha si năng. Bahu pha si năng đây là một hợp từ chúng ta tách ra bahu cộng với là bahu pha ni năng. Dạ. Bahu pha ni năng ha. Là bahu cộng với là pha ni năng, mà pha ni năng đó thì từ cái danh động từ là pha ni. Pha ni mà chia theo đối cách để nó làm túc từ cho cái động từ nin đan tí ở đằng trước. Pha ni này là một cái danh động từ từ cái động từ là pha sắc tí.
pha sát tị là nói. Thành ra pha ni ở đây đó là người nói. Người nói. Do đó đó, nguyên cả một cái hợp từ bahu pha ni năng là người nói nhiều. Chữ bahu là nhiều, xin tôi gì? Chúng ta bước sang đoạn tiếp theo. Đoạn tiếp theo chúng ta có hai từ. Từ đầu tiên mitta pha ni nam pi. Đây là một hợp từ chúng ta tách ra. Mita cộng với là pha nim cộng với là pi. Chữ mita ở đây đó là quá khứ phân từ của cái động từ minati. Mà minati có nghĩa là cân lượng hay là đong lường. Cân lượng, đong lường. Thì khi đó mà nó làm tính từ đó thì nó sẽ có cái nghĩa là có chừng mực. Có chừng mực. Còn pha nim. Pha nim á, thì là pha ni mà chia theo đối cách. Thành ra nó có hình thức là im. Pha ni chúng ta đã lấy nghĩa rồi. Pha nim từ cái động từ pha sát tít là nói. Thành ra rồi cái chữ pi là cũng. Chữ pi có nghĩa là cũng. Thành ra cái hợp từ là mi ta pha nim có nghĩa là nói có chừng mực. Nói có chừng mực mà ở đây Ngài Hòa Thượng Minh Châu Ngài dịch là nói vừa phải. Chữ pi ở đây cũng có nghĩa là cũng. Rồi cái từ cuối cùng là động từ nindanti, chúng ta đã lấy nghĩa trên. Chúng ta bước sang đoạn cuối cùng. Đoạn thứ 6. Natthi loke aninditum. Natthi đây là động từ có nghĩa là không có. Từ thứ hai lô kê là lô cá chia theo cách thứ bảy số ít. Lô cá là đời. Cách thứ bảy mình dịch là trên đời hay là trong đời. Từ cuối cùng á nin đi tô. Đây là một hợp từ chúng ta tách ra á cộng với là nin đi tô. Nin đi tô là quá khứ phân từ. Nin đi tô là nin đi tá. Chia theo chủ cách. Thành ra nó có cái hình thức là ô. Thì nindita là quá khứ phân từ của cái động từ nindati ở trên. Rồi bây giờ chúng ta mới cùng nhau dịch văn xuôi nè. Atula ở đây là danh từ riêng không có chia. Thành ra đó mình không chia ở đây là mình hiểu đó, cũng chia như sư tu gì là chia ở cái cách thứ 8 là hô cách đó. Thì Atula này nè dịch là này Atula theo tiếng Việt mình đó, hoặc là mình giữ nguyên cái danh từ đó thì mình nói là này Atula. Ê tăng điều này hay là việc này. Puranang là cổ xưa hay là ngày xưa. Điều này, việc này hay là chuyện này cũng được. Là cổ xưa. Rồi nê tăng điều này không phải. Điều này không phải là Achata na mi wa là ngày nay. Điều này không phải là cổ xưa,
điều này không phải là ngày nay. Cái động từ ở đây này, xin thưa quý vị, chia theo cách ngôi thứ ba số nhiều đó ha. Cái thành ra mình thêm vô một cái danh từ ẩn, một cái chủ từ ẩn đó là người ta. Nindanti ha, người ta chê. Tunhi ma si năng, người ngồi im lặng. Nindanti, người ta chê. Bahu pha ni năng, người nói nhiều. Mi nindanti, người ta chê. Mi ta pha ni pi, nindanti pi, người ta cũng chê. Mi ta pha ni, người nói có chừng mực. Tức là nói ngài Hòa thượng Minh Châu mà nói là ngày dịch là nói vừa phải. Nát thí không có. Á ninh đi tô, người không có bị chê. Lô kê trên đời. Rồi đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 227. Kính tri ân cô tu nữ Như Pháp đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 227 này. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng bà con chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của bài học hôm nay. Hằng samma sambuddho phakkhawa buddhang phakkhavantang avivadhemi svakkhato phakkhavata dhammo dhammang namassami suppatipanno phakkhavato savakka sangho sanghang namami namaturatanatayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức Tam Bảo một cách tóm tắt này. Chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp tại Rum Pháp Cú Kinh. Nam Mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 227. Câu kệ này cùng với ba câu kệ nữa là câu kệ Pháp Cú số 228, 229 và 230. Bốn câu kệ này có cùng một duyên sự, và cả bốn câu kệ này nằm ở trong phẩm Cô Tháo Quát Cá, phẩm Phẫn Nộ. Duyên sự này được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi ngài ngự tại Chi Tá Quá Ná đề cập đến thiện nam Atula, gọi là Atula Upa Sakawatthu, là câu chuyện về thiện nam Atula. Atula đây là cái tên. Thiện nam Atula này ở trong thành Sawatthi. Đây là một nhóm trưởng của một nhóm 500 thiện nam. Một lần nọ, ông thiện nam này dẫn tùy tùng, dẫn đoàn của mình đi chùa để mà nghe pháp. Mới đầu đó ông muốn nghe ngài Rê Quá Tá thuyết pháp.
Cho nên nhóm cái hội chúng này nè mới đến gặp ngài Riêu Quá Tá, ngồi xuống chờ đợi. Nhưng mà xin thưa quý vị, ngài Riêu Quá Tá, ngài ở rừng keo á, rồi ngài có cái biệt hạnh đó là biên. Ngài thích sống ở nơi độc cư thanh vắng, do đó đó ngài không có thuyết pháp gì cả. Ngồi lâu quá không có nghe ngài nói mô tê răng rứa gì hết, thành ra đó là ông này ông bực bội, ông đứng dậy dẫn nhóm đi đến đi tìm vị khác để mà cầu pháp. Ông đi đến gặp ngài Sariputta. Đến gặp ngài đó thì ngài mới hỏi đi đến đây làm gì. Thì ông thiện nam này mới nói bạch ngài, con cùng với những cái người này nè muốn nghe pháp. Con có đến gặp tôn giả Riêu Quá Tá, nhưng mà tôn giả Riêu Quá Tá không nói gì cả, thành ra đó là chúng con mới kéo đến đây. Ngài Sariputta nói vậy cho nên mới bảo là vậy thì ngồi xuống đây tao thuyết cho nghe. Thì ngài Sariputta đó là một luận sư, tức là ngài chuyên về A Tỳ Đàm. Thành ra đó là ngài giảng A Tỳ Đàm cho cái hội chúng này nghe. Nhưng mà A Tỳ Đàm đó thì nghĩa lý rất là thâm sâu, thành ra nhóm này nghe chưa có hợp với cái căn cơ cá tính của mình, thành ra nghe không hiểu chi cả. Do đó đó cũng bực bối, tức tối, cho nên đó là đứng dậy bỏ ngài đi. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, cũng còn gìn giữ cái tâm cầu tiến, tức là cái tâm cầu được nghe pháp. Thành ra từ giả tôn giả Xá Lợi Phất xong thì nhóm này nè mới đi đến gặp tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda hỏi chứ vậy mấy ông đến đây làm gì? Thì là những cái người này họ cũng trả lời bạch ngài, chúng con cầu nghe pháp, gặp tôn giả Riêu Quá Tá, tôn giả Riêu Quá Tá không nói gì cả, đến gặp tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Xá Lợi Phất thuyết về vi diệu pháp, chúng con nghe không hiểu chi cả, thì giờ ngài thuyết pháp cho chúng con nghe. Tôn giả Ananda nói muốn nghe pháp thì ngồi xuống ta nói cho nghe. Tôn giả Ananda đó thuyết cho những người này nghe, giảng giải rành mạch những cái gì mà ngài nói ra đó, thì ngài đều giải thích một cách hết sức là rõ ràng. Nhưng mà chỉ thuyết lên một cái thời pháp ngắn ngắn thôi, có thể đó là thuyết chừng 30 hoặc là 45 phút gì đó thôi. Thì cái hội chúng này nè cũng không có hài lòng, tức tối bực bội đứng dậy bỏ đi. Và lần này đó họ tìm đến Đức Thế Tôn. Đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi ngồi xuống thì Đức Thế Tôn ngài cũng hỏi, ngài hỏi vậy chứ các ông đến đây có việc chi? Những người này cũng trả lời là bạch ngài, chúng con cầu được nghe pháp. Thì Đức Thế Tôn ngài có thiên nhãn thông mà, cái thành ra đó là ngài biết mấy người này nghe rồi, thành ra ngài nói nghe rồi mà. Thì mấy người này đó bắt đầu họ mới trình bày nói bạch ngài, chúng con muốn nghe nhưng mà tôn giả Riêu Quá Tá thì không thuyết gì cả, còn tôn giả Xá Lợi Phất đó thì thuyết về A Tỳ Đàm chúng con nghe không hiểu, còn tôn giả Ananda thì thuyết ngắn quá, chúng con nghe không có thỏa mãn, thành ra mới đến đây. Thì lúc này là Đức Thế Tôn ngài mới dạy, ngài nói nè A Tu La, từ xưa đến giờ đó con người vẫn có cái thói quen chê trách những người mà ta im lặng, ta không nói gì hết á, rồi là người mà nói nhiều đó
thì cũng bị chê, người nói ít cũng bị chê. Không có một ai là khỏi bị chê hoặc là khỏi được khen cả. Dầu là vua chúa đi nữa đó, thì cũng vẫn cứ có người chê và có người khen. Cho đến như đó là địa đại nè, mặt trăng nè, mặt trời nè, hư không nè, hoặc là ngay cả đấng chánh đẳng chánh giác đang ngồi thuyết pháp đây nè, cũng vẫn cứ có một số người chê, có một số người khen. Sự chê và khen của những người mà phàm phu vô văn, không học, không hiểu, không tin, không thực hành theo pháp của bậc thánh đó, thì không có giới hạn. Tức là họ khen, họ chê cho đã cái miệng đó. Còn các cái bậc thiện trí đó, thì khen là, hoặc là chê đó, thì là đúng người, đúng việc, đúng chỗ, đúng lúc. Nói vậy xong, Đức Thế Tôn Ngài mới thuyết lên một loạt bốn câu kệ. Hôm nay chúng ta học câu kệ đầu tiên trong một loạt bốn câu kệ đó. Câu kệ đầu tiên này có số đó là 227. Đức Thế Tôn Ngài thuyết: Ura nam mê tăng atula nê tăng achata ma mi ta na mi wa nin đàn tí tun hi ma si năng nin đàn tí bahu pha ni năng mita pha nim pi nin đàn tí nát thị lô kê an ninh đi tù. Câu kệ này được Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: Atula nên biết, xưa vậy, nay cũng vậy, ngồi im bị người chê, nói nhiều bị người chê, nói vừa phải bị chê, làm người không bị chê, thật khó tìm ở đời. Còn Ngài Hòa Thượng Giới Đức thì dịch là: Nên biết này Atula, đời này cũng vậy, đời qua khác gì, ngồi im là bị chúng nghi, nói nhiều liền bị chúng khi lắm lời. Ồ, cái này thiếu rồi. Cái này thiếu rồi. Rồi có cái bản dịch văn xuôi của chúng tôi đó, thì xem như đây là hai phần thôi. Còn cái câu, cái bản dịch của Ngài Hòa Thượng Giới Đức đó là bị thiếu rồi, xin thú vị. Bản dịch năm chữ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức nè, rồi bản dịch văn xuôi của chúng tôi, thì đây là hai cái phần tham khảo để chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali qua phần gợi ý của Duyên Sự. Thì xin thưa quý vị, sau khi Đức Thế Tôn Ngài thuyết dứt một loạt bốn câu kệ này nè, thì cả cái hội chúng 500 người đó đều chứng đắc đạo quả Tu Đà Hoàn. Thì bà con chúng ta hiểu ha, khi mà chứng đắc được đạo quả là buộc lòng này nha, người đó đó phải liễu ngộ bốn chân lý là tứ thánh đế đó. Hoặc có thể mình nói liễu ngộ được bốn chân lý là tứ thánh đế ha, rồi cũng liễu ngộ được luôn 12 nhân duyên. Thì liễu ngộ được hai cái này đó thì bắt đầu đó mới chứng thánh được. Hoặc mình nói một cách khác nữa ha, sau khi nghe xong cái gì đó đó ha, mà người nghe đó ngộ ra được nữa ha, tính nhân quả nghiệp báo, ngộ ra được lý tam tướng đó, thì người đó, đó sẽ trở thành bậc thánh. Vậy thì nhóm 500 người này nè, sau khi nghe một loạt bốn câu kệ này đó, thì nhóm người này nè phải ngộ ra một trong hai cách đó. Dĩ nhiên xin thưa quý vị đó, ngộ một cách là ngộ luôn cách kia, chứ không có trường hợp là một trong hai cách đâu ha. Nhưng mà là cái gì ạ? Tùy theo cái sự hướng tu của người đó ha, để có thể là gì ạ? Cái tính chất nhân quả nghiệp báo nó nổi trội, hoặc là lý tam tướng nổi trội. Thì tam tướng đó là một trong ba thôi, xin thú gì, một trong ba. Và khi mà liễu ngộ thì liễu ngộ cả ba. Rồi nếu mà liễu ngộ theo cái hướng kia đó, tức là liễu ngộ lý tứ đế nè,
hoặc là 12 nhân viên đó, thì cũng tùy thuộc vào cái sự huân tu của mình, cho nên đó là lý tứ đế đó nổi trội, hoặc là 12 nhân duyên nổi trội. Thì cái gì mà nó nổi trội thì nó kích thích, nó làm cho cái trí của mình nó phát triển mạnh, để thấy ra được, để ngộ ra được. Đó thì khi mà ngộ ra được là ngộ sạch sanh sanh sinh tu gì? Ngộ sạch sanh sanh tức là ngộ cả lý tứ đế nè, ngộ cả 12 nhân duyên, ngộ cả nhân quả nghiệp báo, ngộ cả tham tướng luôn, chứ không có phải là một trong ba tướng nữa. Thì cái nhóm này đó, sau khi nghe xong đã trở thành bậc thánh thì mình hiểu đó là nhóm này đã ngộ theo cái kiểu vậy. Vậy thì cái câu kệ này nè, chúng ta đọc vào cái bản dịch thì chúng ta thấy cái câu kệ này đó, vấn đề nào ha nổi trội đập vào mắt chúng ta. Xin thưa với quý vị, mình đọc vô đây nè, cái mình thấy liền là cái gì? Hai cái đoạn cuối đó ha, ngài hòa thượng Minh Châu mà dịch nè, làm người không bị chê thật khó tìm ở đời. Còn nếu mà ở trong văn Pali đó thì là Natthi Loke Anindito. Người mà không có bị chê đó thì là không khó trên cái cuộc đời này. Thì ở đây đó mình hiểu ha, bị chê thì cũng có được khen, như qua duyên sự đó. Qua duyên sự qua duyên sự ở trong duyên sự nói cho mình biết là mình nói ít thì cũng có một số người chê, có một số người khen. Mình nói nhiều cũng có một số người chê, cũng có một số người khen. Mình nói vừa phải cũng có một số người chê, cũng có một số người khen. Rồi mình ngồi im lặng thì cũng có một số người chê, cũng có một số người khen. Chứ không có hoàn toàn bị chê, mà cũng không có hoàn toàn được khen ở trên cuộc đời này. Thì cái vấn đề ở đây chúng ta cần phải hiểu là gì? Tại sao do nhân gì duyên gì ha mình được khen, rồi do nhân gì duyên gì mình bị chê? Vậy thì bị chê có phải là kết quả không? Được khen có phải là kết quả không? Nếu mình xác định được khen là kết quả, bị chê cũng là kết quả. Thì khi mà mình xác định được kết quả, tức là quả đó, thì mình phải đi truy tìm cái nhân. Tại làm sao mình được khen, sao mình bị chê? Thì ở đây đó, câu kệ này dạy cho mình biết đó là bị chê. Nhưng mà mình hiểu rộng ra đó là chê và khen luôn. Rồi mình hiểu rộng ra nữa là sao xin thưa gì? Tám ngọn gió đời. Tám ngọn gió đời. Được nè, mất nè, hạnh phúc nè, đau khổ nè, có danh nè, không có danh nè, được khen, bị chê. Chúng ta thấy tám ngọn gió đời này là có bốn cái bị và có bốn cái được. Thì bốn cái bị đó, thì trong cuộc đời này có ai đó là chấp nhận bị không xin thú gì? Không. Ai cũng muốn được hết á. Vì sao? Được cũng dễ chịu hơn. Bị đó thì dễ bị buồn lắm. Từ cái chỗ đó đó ha, mình xác định ha, bị là quả, nói rộng ra là của bất thiện. Của bất thiện hay là quả bất thiện đó. Mà còn mình nói theo cái thông thường đó, đó là quả khổ. Còn được khen, được ha, như là được lợi nè, được danh nè, được khen nè, được hạnh phúc nè, thì đây là quả lành, quả thiện, quả phúc. Thì từ cái chỗ đó mình sẽ suy ra được cái nhân liền. Cứ bị là do nhân bất thiện, mà được là do nhân thiện. Rồi bắt đầu mình mới suy nữa ra nữa nè ha. Cho tới giờ này ha, mình vẫn còn tồn tại ở trên cuộc đời này nè, thì xin thưa quý vị đó, đây là đời sống hiện tại. Vậy thì tất cả chúng ta đó đều có tin mình có đời sống quá khứ không? Nếu mà mình tin có quá khứ này nha, thì quá khứ này đó là nhiều hay lỡ? Xin thưa quý vị ha, mình mà đọc ở trong kinh sách á, cái mình thấy ha,
Đức Phật Gotama đó, khi mà ngài thành Phật á, sau khi ngài được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký xong đó ha, thì là ngài phải trải qua 4 la tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Thì đó là mới Đức Phật Gotama thôi. Rồi trước Đức Phật Gotama đó ha, từ cái lúc mà Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký cho đến thời kỳ ngài đó ha, là trải qua đến 28 vị Phật nữa. Thì mỗi một vị Phật vậy đó, cái thời gian đó ít là cũng phải 4 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp đó, còn nhiều đó thì gấp đôi lên, 4, 8, 16. Mà trước Đức Phật Nhiên Đăng đó thì xin thưa quý vị, còn có vô số các cái vị Phật khác từ cái chỗ đó mới suy ra đó, cho tới giờ này mà mình còn tồn tại này. Điều đó có nghĩa là cái gì? Mình luân hồi không biết bao nhiêu là a tăng kỳ kiếp rồi. Đếm không xuể đâu, đếm không xuể. Từ cái chỗ đó mình mới thấy ở trong các kinh sách nói là gì, nước mắt mà mình đã khóc á, trong vô thủy luân hồi nó nhiều hơn là nước ở trong bốn biển nè. Xương trắng mà mình đã bỏ lại đó, mà sắc trong đó, đó thì là nó cũng cái quả địa cầu này chứ không hết. Điều đó có nghĩa đó là mình luôn luôn hồi nhiều quá rồi đó, mà mình luôn hồi nhiều quá vậy đó thì theo bà con ha, có phải là mình đã từng tạo nghiệp bất thiện lẫn lộn với nghiệp thiện không? Nếu mà mình có học nè, có hiểu nè, có tin nè, có thực hành theo pháp bậc thánh chút chút đó, thì mình tạo nghiệp thiện nhiều hơn là nghiệp bất thiện. Nếu đời xưa kiếp trước đó mình tạo nghiệp thiện nhiều hơn là nghiệp bất thiện, thì đời này kiếp này nè, mình sẽ được nhiều hơn là bị, và ngược lại. Nếu đời xưa kiếp trước mà mình tạo nghiệp bất thiện nhiều hơn là nghiệp thiện, thì đời này kiếp này mình bị nhiều hơn là được. Và vô thủy luân hồi cho đến hiện tại giờ nè, không ai mà hoàn toàn tạo một loại nghiệp, hoặc là đen thù lùi, hoặc là trắng bạch, không có. Như trong chương sự nói nè, kể cả nè đấng chánh đẳng chánh giác đang ngồi giảng pháp ở đây nè, cũng vẫn cứ bị người ta chê như thường. Điều đó có nghĩa là cái gì? Cho đến kiếp hiện tại đó, Bồ Tát Sĩ Đạt Ta thành chánh đẳng chánh giác đó, nhưng mà là cái gì xin thú gì, cũng vẫn còn cái hệ lụy bởi nghiệp thiện và bất thiện của đời xưa kiếp trước, thì thành ra mình hiểu nè, bị chê. Nãy chúng tôi chê liệt kê một loạt luôn á, xin thú vị ha. Bị chê đây mình hiểu rộng ra theo tám ngọn gió đời đó là bị cái gì mà mình bị. Thì đây là cái quả của bất thiện, còn được là cái quả của thiện. Mà vì do mình luân hồi lâu quá vậy, cái thành ra đó là mình vừa tạo nghiệp thiện nè, vừa tạo nghiệp bất thiện nè. Thì nghiệp thiện, nghiệp bất thiện này nó thể hiện qua ở ba cửa. Một là cửa khẩu, hai là cửa thân, và ba là cửa ý. Đây là ba cửa tạo nghiệp. Mình nói nè, bây giờ mình nói đúng hay nói trật, thì có khi đó cũng bị người chê, có khi đó cũng được người khen. Mình làm cũng vậy, làm đó có khi mình làm đúng, có khi mình làm trật, thì cũng vẫn cứ có người khen và có người chê. Thì cái khen chê ở đây nè, xin thưa quý vị, mình phải hiểu theo nhân quả nghiệp báo như thế này thì nó mới đúng nè. Mỗi một hành động do thân, do khẩu, còn ý thì hơi khó, xin thưa quý vị, thành ra chúng tôi miễn nói ha. Mỗi một hành động do thân, do khẩu được thực hiện, thì cái hành động đó, đó sẽ cho cái kết quả ba thời. Một là cho ngay trong đời sống hiện tại này, trong vòng 7 ngày.
Ví dụ như nè, ông vua Thiện Giác, ông cấm cản Đức Thế Tôn đi bát. Thì theo quý vị đó, cái việc cấm cản đó đó là nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện? Cấm cản người ta đi bát tức có nghĩa là gì? Là bỏ đói người ta. Cấm cản người ta đi bát có nghĩa là cái gì? Là cản trở cái việc tế độ của Ngài, cản trở cái lợi lộc của những ai có thể được diện kiến Ngài, được tiếp xúc với Ngài. Thì đây là một cái nghiệp bất thiện. Cái nghiệp bất thiện này cho ông cái kết quả đó là gì? Trong vòng 7 ngày ông chết. Dạ, trong vòng 7 ngày ông chết. Và cho cái kết quả thứ hai là ông chết, ông phải bị đọa. Ông bị đất rút, ông phải bị đọa. Rồi sau khi mà ông bị đọa xong đó, thì từ đó về sau, cái việc làm đó, đó hay là cái nghiệp đó, đó còn có thể cho cái kết quả đến ông nhiều nhiều kiếp nữa. Nhiều nhiều kiếp nữa. Hoặc giả như này, ông trưởng giả Khô Sá Cá, xin thưa quý vị, đến thời kỳ Phật hiện tại đó thì ông trở thành là trưởng giả, nhưng mà có một cái kiếp nọ, ông với vợ của ông rơi vào cái hoàn cảnh nghèo khó, có người con, thì hai vợ chồng đó là kiếm cơm không có đủ no, áo không không có mặc ấm, mà thêm đứa con nữa đó thì bị chia phần đi. Cái thành ra đó là ông mới nói bà vợ đó, giờ thôi hai vợ chồng mình nghèo khó vậy ha, cơm có ăn nè, không có mặc nè, giờ mình mang theo đứa con đó thì là khổ cho mình mà cũng khổ cho nó, rồi thôi giờ mình bỏ dọc đường đi. Hy vọng đó là có ai đó đó họ đem vợ nuôi thì là cũng tốt cho nó. Dạ rồi đó, bỏ dọc đường. Nhưng mà cũng may mắn thay đó là bà vợ của ổng tình mẫu tử, thành ra đó là cũng lén lén quay lại ẩm. Thì do cái nhân bỏ con giữa đường đó thôi, xin thú gì. Thì là sau khi thân bại mạng chung rồi nha, ông bị đọa. Ông bị đọa là cái hành động đó đó cho kết quả dẫn đi tái sanh liền. Rồi nha, sau khi mà ông đọa, ông chịu hết quả khổ đó, ông được tái sanh trở lại làm người đó, thì kiếp nào ông sanh ra đó, ông cũng bị người ta bỏ. Có thể đó là cho trôi sông, có thể đó là bỏ trên đường, có thể đó là bỏ đâu đâu đó, đó. Cho đến cái kiếp cuối cùng mà trở thành Khô Sa Cá đó, thì khi mà sanh ra đó, ông cũng bị người ta quăng bỏ trên đường đến 7 lần. Thành ra một cái hành động bằng thân, bằng khẩu mình làm xong đó, cho kết quả nhiều vậy đó. Dạ, nhiều vậy đó. Thì ở đây chúng tôi đang trình bày đến những cái quả xấu, quả bất thiện thôi. Là vì cái câu kệ này đang nói về là bị chê. Còn bà con chúng ta cũng có thể là suy ra nữa, ở cái hướng đó là quả lành. Thì quả thiện cho nhiều lần vậy thì cái quả lành, xin lỗi, quả bất thiện cho nhiều lần vậy thì cái quả thiện, quả lành đó cũng cho nhiều lần vậy. Cho nhiều lần vậy. Thì ở đây đó chúng ta hiểu ha, cái quả mà bây giờ mình bị đấy nè là vì do mình gieo nhân vậy. Thành thử ra là gì? Có khi này, xin thú gì, bây giờ mình nói đúng, nhưng mà cũng vẫn cứ bị người ta chê. Mình làm đúng mà cũng vẫn cứ bị người ta chê, bị người ta la, đôi khi đó bị người ta đánh đập nữa. Thì lý do gì, xin thú gì? Là nói theo duyên hệ đó, là thiện trợ bất thiện bằng cảnh duyên. Tức là gì? Thấy mình làm thiện cái người ta ghét, người ta chê mình, người ta chửi mình, người ta đập mình chơi vậy đó. Bà con chúng ta có khi nào đó ha, mà mình đi bố thí, mình đi trì giới nè, mình đi cúng dường rồi đó, cái nghe người ta chê không? Nó
có tiền là quay lắm sao? Đi bố thí cúng dường vậy là quay lắm sao? Đại loại. Hoặc là gì? Ở nhà này, ha, có cha có mẹ không có lo phụng sự này, ha, có vợ có chồng không có lo chăm sóc này, có con có cái không có lo nuôi nấng này, có anh chị em lo giúp đỡ à, mà cái gì đi chùa để nghe mấy ông đầu trọc nói tầm bậy tầm bạ à, hoặc là gì hỗ trợ cho mấy ông đầu trọc. À, thì theo quý vị là tại sao mình bị chê vậy? À thì như chúng tôi nói đó, à, thiện trở bất thiện bằng cảnh duyên. Cái việc mình làm thiện đây nè, à, cái là làm cảnh, làm đối tượng để cho những cái người mà người ta có tà kiến, à, những người mà vô văn, à, không học, không hiểu, không tin, không thực hành theo pháp bậc thánh đó, người ta chướng tài gai mắt cho nó, à, pháp bất thiện mới thể hiện ra ở chỗ họ. Từ cái chỗ đó thành ra mình mới bị người ta chế, chê bai, chửi bới, thậm chí đôi khi đó đánh đập được. Yeah, đôi khi đánh đập à, anh trở theo kiểu vậy à, rồi trở theo cách thứ hai là gì xin thưa quý vị? Thường cận à, thường cận y duyên, trở bằng hai cách vậy à, thì từ cái chỗ này nè, người có học, à, có hiểu, có tin, có thực hành theo pháp của Bậc Thánh thì mới nhận ra, nhận ra ở cái chỗ nhân quả nghiệp báo rõ ràng vậy. À, nhân quả nghiệp báo rõ ràng vậy. À, rồi nhận ra nữa nè, à, người ta chê mình, xin thú vị, người ta đâu có phải là người ta chê mãi mãi đâu, người ta chê hoài đâu. À, trong ngày 24 giờ đồng hồ người ta chê mình thì nhiều lắm là chừng 5-3 phút. À, có lâu lắm đó ha, thì mình ngồi mình nghe ta tra tấn chừng 30 phút nửa tiếng đồng hồ à, thì nó cũng còn lại tới hơn 23 tiếng đồng hồ lắm là mình không có bị người đó họ chế à, thì một giờ đó đó nó sẽ trôi qua xin thưa quý vị, rồi nó chuyển sang giờ thứ hai, giờ thứ ba, giờ thứ tư, giờ thứ năm, vậy thì có nghĩa là gì? Hồi đủ duyên thì mình bị người ta chế. À, rồi cái nó hết duyên thì thôi, mình đâu có bị người ta chê nữa đâu à, thì tức là gì à, cái khen hay là cái chê đó đó nó cũng có, nó cũng là gì à, biến ngoại đổi thay, nó có đó rồi nó mất đi à, nó có đó rồi nó mất đi à, mình phải nhận ra được ở cái phương diện thứ hai vậy đó. Thì từ cái chỗ đó cái bắt đầu là gì, mình có phản phé lặng xin thú gì. À, nếu mà mình phản phé lại đó thì tức có nghĩa đó là mình tạo ra cái nghiệp bất thiện nè, hoặc là khẩu nghiệp, hoặc là thân nghiệp à, nếu mà có tạo ra vậy đó thì mình hiểu ha, à, đời này kiếp này nè ha, à, bị người ta chê vậy mình chịu không nổi mà, thì tức có nghĩa là cái gì à, cái tâm sân của mình còn mạnh à, mình nghe người ta khen. À, mình làm được một cái điều gì đó, hoặc là mình nói được cái điều gì đó mà mình nghe ai đó họ khen, người đó là thầy tổ, người đó là người thân, người đó là bạn bè, vân vân và vân vân họ khen mình phải. Điều đó có cái gì? Là tham ngã mạn của mình nó còn á. À, nó còn. À, thì mình nhận ra này ha, à, tâm tham của mình nó còn mạnh vậy, tâm sân của mình nó còn mạnh vậy thì tức có nghĩa là cái gì? Sau khi thân bại mạng chung, tức là đời này mình chết á, là chưa có hết. À, mà mình còn tiếp tục luân hồi, mà còn tiếp tục luân hồi nè ha, mà bây giờ đó à, mình bị người ta chê à, bị người ta đánh đập vậy mình phản phé, tức có nghĩa là mình tạo ra cái nghiệp bất thiện. Vậy thì khi mà mình còn luân hồi vậy thì nghiệp bất thiện này nó sẽ trổ quả đó, thì lúc đó đó là mình tiếp tục bị người ta chê, bị người ta đánh đập mình nữa à, mình nhận ra, mình hiểu ra vậy cái bắt đầu là gì, thì nhận ra hiểu ra vậy là từ chuyên môn gọi là tu tập chánh kiến đó. Thì từ cái tổ chỗ tu tập chánh kiến vậy nó bắt đầu là gì, mình mới thu thúc cái miệng mình lại rồi thôi à, nhịn đi, nhịn không có nhục đâu à, mình không phản phé lại à, rồi thu thúc luôn cái thân là mình đánh đập lại, thì tức là mình tiếp tục tu ba ngăn trừ phật
Dạ, mình tiếp tục tu ba ngăn trừ phần. À, từ cái chỗ mà mình có tu tập ba ngăn trừ phần hay dẫn đến cái gì hỗ trợ mình nhớ, à, nghiệp bất thiện cho quả khổ vậy đó. À, khi mà mình bị người ta chửi thì tức là gì? Mình đang bị cái quả khổ này, giờ mà mình chửi lại đó là mình sẽ tạo ra cái nhân cho cái quả khổ. Nhớ vậy. Cho nên là gì? Cương quyết, à, có nghị lực, không có phản phép. Dạ, giữ cái lòng của mình kiên định vậy, tức là mình tiếp tục tu chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định. Mình phải tu tập bát chánh đạo theo kiểu vậy đó ha. Thì là càng ngày đó mình mới càng nhận ra rõ ràng nhân quả nghiệp báo, và nhận đến ở cái chỗ chi li chi tiết tỉ mỉ luôn. Rồi từ cái chỗ đó nó mới hỗ trợ ha, để mình nhận ra tam tướng. Dạ, nếu mình nhận ra tâm thương thì chúng tôi đang giảng nó hơi lấn sân qua cái câu kệ tiếp theo rồi đó, xin thú vị. Thì xin được nói lại câu kệ này nè. Đức Thế Tôn ngài dạy cho mình cái chính là gì? Không có ai trên cái cuộc đời này đó mà không có bị chê ha. Người đó giàu nói hay là làm nè nhiều, giàu nói hay là làm ít, giàu nói hay là làm vừa phải, à, thì cũng vẫn cứ bị chê hoặc là được khen. À, thì bị chê được khen đó, bị là cái quả của nghiệp bất thiện, được là cái quả của nghiệp thiện. À, mình nhận ra, mình hiểu ra nhân quả vậy đó, thì từ cái chỗ đó mình mới suy xa hơn nữa đó. Đời xưa kiếp trước mà mình đã tạo nghiệp bất thiện nhiều thì là đời này mình bị nhiều. Đời xưa kiếp trước mình tạo nghiệp thiện nhiều thì đời này đó là mình được nhiều. À, từ cái chỗ mình nhận ra, mình hiểu ra vậy đó thì bắt đầu là gì? Hỗ trợ để cho mình tu tập ba ngăn trừ phần. À, khi mà tu tập ba ngăn trừ phần tức là mình ngăn trừ cái thân tạo nghiệp ác, ngăn trừ cái khẩu tạo nghiệp ác. Thì có ngăn trừ vậy thì bắt đầu mới phát triển thân tạo nghiệp thiện, khẩu tạo nghiệp thiện. Đó, vậy đó xin thưa quý vị. À, cái câu kệ này đó mình học là học vậy đó. Rồi sang câu kệ, những cái câu kệ, ba câu kệ tiếp theo đó thì mình sẽ học ở các cái phương diện khác. Ví dụ như đến cái câu kệ cuối cùng đó thì là Đức Thế Tôn ngài câu kệ cuối cùng đó thì Đức Thế Tôn ngài đề cập hay là đề cao cái nghiệp thiện ha, mà nghiệp thiện hoàn hảo. À, thì mời bà con chúng ta đó, ha, trở lại rung các cái buổi tiếp theo để chúng ta nghe hiểu hết cái các câu kệ ẩn chứa ở trong cái duyên sự này. Chúng tôi xin được chấm dứt cái thời giảng với đề tài là câu kệ pháp cú số 227 tại đây. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức, cầu mong các ngài an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Mong quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa ở trong Phật Pháp. Phước báo của sự giảng pháp này xin được chia đều đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài. Những ai có thể tùy hỷ được, xin hãy tùy hỷ để được tiến hóa an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫu đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫu. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến Thượng Tọa Minh Hạnh. Tất cả phương an có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà oai đức của chư Phật, do nhà oai đức của giáo pháp,
Do nhờ oai đức của chư tăng các sự thành lợi đường đường đến người, cầu xin cho quả của tâm tịnh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Minh Mẫn, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm gia hồi hướng. Ya đê quá ta san ti vi ha ra wa si ni phu pe ga re mô thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa quan tu bu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra mang đa đề thề ra cha mát cha na wa ca cha biết kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra sa pa na bu ta su ki ta pa quan tu te cha la bu cha ye pi cha an đa sam pa wa sam se đa cha ta tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa răng ba tiết cha te sap bê pi đúc kha sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi sa tăng tham mô tham ma tha ra cha vô cha la sang phô hô tu sa mắc vô wa Atha ya cha hi ta ya cha Am he ra khan tu sắc Am he ra khan tu sắc tham mô Sắp đề pi tham ma cha ri no Vút thim sam pa hu ni ya ma Tham ma ri ya ba we hi te Và chúng con kính tri ân chư đại tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quyên tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm ơn xin xuống.